Lại nữa, Thiện Hiện, ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh vô minh chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh hành thức, danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử chẳng phải là Đại Bồ Tát? Cụ Thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn, hoặc vô minh hành cho đến lão tử, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh vô minh và cái danh hành cho đến lão tử. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh vô minh là Đại Bồ Tát, chính cái danh hành cho đến lão tử là Đại Bồ Tát? Thiện Hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thường hoặc vô thường của vô minh chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh thường hoặc vô thường của hành cho đến lão tử chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc thường vô thường của vô minh, hoặc thường vô thường của hành cho đến lão tử, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thường vô thường của vô minh và cái danh thường vô thường của hành cho đến lão tử. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thường hoặc vô thường của vô minh là Đại Bồ Tát, chính cái danh thường hoặc vô thường của hành cho đến lão tử là Đại Bồ Tát? Thiện Hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh lạc hoặc khổ của vô minh chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh lạc hoặc khổ của hành cho đến lão tử chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc lạc khổ của vô minh, hoặc lạc khổ của hành cho đến lão tử, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh lạc khổ của vô minh và cái danh lạc khổ của hành cho đến lão tử. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh lạc hoặc khổ của vô minh là Đại Bồ Tát, chính cái danh lạc hoặc khổ của hành cho đến lão tử là Đại Bồ Tát? Thiện Hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh ngã hoặc vô ngã của vô minh chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh ngã hoặc vô ngã của hành cho đến lão tử chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc ngã vô ngã của vô minh, hoặc ngã vô ngã của hành cho đến lão tử, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh ngã vô ngã của vô minh và cái danh ngã vô ngã của hành cho đến lão tử. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh ngã hoặc vô ngã của vô minh là Đại Bồ Tát, chính cái danh ngã hoặc vô ngã của hành cho đến lão tử là Đại Bồ Tát? Thiện Hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của vô minh chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của hành cho đến lão tử chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc tịnh bất tịnh của vô minh, hoặc tịnh bất tịnh của hành cho đến lão tử, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tịnh bất tịnh của vô minh và cái danh tịnh bất tịnh của hành cho đến lão tử. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của vô minh là Đại Bồ Tát, chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của hành cho đến lão tử là Đại Bồ Tát? Thiện Hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh không hoặc bất không của vô minh chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh không hoặc bất không của hành cho đến lão tử chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc không bất không của vô minh, hoặc không bất không của hành cho đến lão tử, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh không bất không của vô minh và cái danh không bất không của hành cho đến lão tử. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh không hoặc bất không của vô minh là Đại Bồ Tát, chính cái danh không hoặc bất không của hành cho đến lão tử là Đại Bồ Tát? Thiện Hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của vô minh chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của hành cho đến lão tử chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc hữu tướng vô tướng của vô minh, hoặc hữu tướng vô tướng của hành cho đến lão tử, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu tướng vô tướng của vô minh và cái danh hữu tướng vô tướng của hành cho đến lão tử. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của vô minh là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của hành cho đến lão tử là Đại Bồ Tát? Thiện Hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của vô minh chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của hành cho đến lão tử chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc hữu nguyện vô nguyện của vô minh, hoặc hữu nguyện vô nguyện của hành cho đến lão tử,
rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu nguyện vô nguyện của vô minh và cái danh hữu nguyện vô nguyện của hành cho đến lão tử. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của vô minh là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của hành cho đến lão tử là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quá nghĩa nào mà nói là chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của vô minh chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của hành cho đến lão tử chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc tịch tịnh bất tịch tịnh của vô minh, hoặc tịch tịnh bất tịch tịnh của hành cho đến lão tử, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tịch tịnh bất tịch tịnh của vô minh và cái danh tịch tịnh bất tịch tịnh của hành cho đến lão tử. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của vô minh là Đại Bồ Tát, chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của hành cho đến lão tử là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quá nghĩa nào mà nói là chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của vô minh chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của hành cho đến lão tử chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc viễn ly bất viễn ly của vô minh, hoặc viễn ly bất viễn ly của hành cho đến lão tử, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh viễn ly bất viễn ly của vô minh và cái danh viễn ly bất viễn ly của hành cho đến lão tử. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của vô minh là Đại Bồ Tát, chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của hành cho đến lão tử là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của vô minh chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của hành cho đến lão tử chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc hữu vi vô vi của vô minh, hoặc hữu vi vô vi của hành cho đến lão tử, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu vi vô vi của vô minh và cái danh hữu vi vô vi của hành cho đến lão tử. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của vô minh là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của hành cho đến lão tử là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của vô minh chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của hành cho đến lão tử chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc hữu lậu vô lậu của vô minh, hoặc hữu lậu vô lậu của hành cho đến lão tử, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu lậu vô lậu của vô minh và cái danh hữu lậu vô lậu của hành cho đến lão tử. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của vô minh là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của hành cho đến lão tử là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh sanh hoặc diệt của vô minh chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh sanh hoặc diệt của hành cho đến lão tử chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc sanh diệt của vô minh, hoặc sanh diệt của hành cho đến lão tử, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh sanh diệt của vô minh và cái danh sanh diệt của hành cho đến lão tử. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh sanh hoặc diệt của vô minh là Đại Bồ Tát, chính cái danh sanh hoặc diệt của hành cho đến lão tử là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thiện hoặc phi thiện của vô minh chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh thiện hoặc phi thiện của hành cho đến lão tử chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc thiện phi thiện của vô minh, hoặc thiện phi thiện của hành cho đến lão tử, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thiện phi thiện của vô minh và cái danh thiện phi thiện của hành cho đến lão tử. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thiện hoặc phi thiện của vô minh là Đại Bồ Tát, chính cái danh thiện hoặc phi thiện của hành cho đến lão tử là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của vô minh chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của hành cho đến lão tử chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc hữu tội vô tội của vô minh, hoặc hữu tội vô tội của hành cho đến lão tử, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu tội vô tội của vô minh và cái danh hữu tội vô tội của hành cho đến lão tử.
các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của vô minh là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của hành cho đến lão tử là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của vô minh chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của hành cho đến lão tử chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc hữu phiền não vô phiền não của vô minh, hoặc hữu phiền não vô phiền não của hành cho đến lão tử, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu phiền não vô phiền não của vô minh và cái danh hữu phiền não vô phiền não của hành cho đến lão tử. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của vô minh là Đại Bồ Tát? Chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của hành cho đến lão tử là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của vô minh chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của hành cho đến lão tử chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc thế gian xuất thế gian của vô minh, hoặc thế gian xuất thế gian của hành cho đến lão tử, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thế gian xuất thế gian của vô minh và cái danh thế gian xuất thế gian của hành cho đến lão tử. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của vô minh là Đại Bồ Tát, chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của hành cho đến lão tử là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, người lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của vô minh chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của hành cho đến lão tử chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc tạp nhiễm thanh tịnh của vô minh, hoặc tạp nhiễm thanh tịnh của hành cho đến lão tử, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tạp nhiễm thanh tịnh của vô minh và cái danh tạp nhiễm thanh tịnh của hành cho đến lão tử. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của vô minh là Đại Bồ Tát? Chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của hành cho đến lão tử là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của vô minh chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của hành cho đến lão tử chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc thuộc sanh tử thuộc niết bàn của vô minh, hoặc thuộc sanh tử thuộc niết bàn của hành cho đến lão tử, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thuộc sanh tử thuộc niết bàn của vô minh và cái danh thuộc sanh tử thuộc niết bàn của hành cho đến lão tử. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của vô minh là Đại Bồ Tát? Chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của hành cho đến lão tử là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tại nội, tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của vô minh chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh tại nội, tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của hành cho đến lão tử chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của vô minh, hoặc tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của hành cho đến lão tử, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của vô minh và cái danh tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của hành cho đến lão tử. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tại nội, tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của vô minh là Đại Bồ Tát? Chính cái danh tại nội, tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của hành cho đến lão tử là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của vô minh chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của hành cho đến lão tử chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc khả đắc bất khả đắc của vô minh, hoặc khả đắc bất khả đắc của hành cho đến lão tử, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh khả đắc bất khả đắc của vô minh và cái danh khả đắc bất khả đắc của hành cho đến lão tử. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của vô minh là Đại Bồ Tát? Chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của hành cho đến lão tử là Đại Bồ Tát? Lại nữa, thiện hiện, ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh bố thí ba la mật đa chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa chẳng phải là Đại Bồ Tát? Cụ thọ thiện hiện bạch,
Bạch Thế Tôn, hoặc Bố Thí Ba La Mật Đa, hoặc Tịnh Giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa, rốt ráo vẫn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. Huống là có cái danh Bố Thí Ba La Mật Đa và cái danh Tịnh Giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh Bố Thí Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát, chính cái danh Tịnh Giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thường hoặc vô thường của Bố Thí Ba La Mật Đa chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh thường hoặc vô thường của Tịnh Giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc thường vô thường của Bố Thí Ba La Mật Đa, hoặc thường vô thường của Tịnh Giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. Huống là có cái danh thường vô thường của Bố Thí Ba La Mật Đa và cái danh thường vô thường của Tịnh Giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thường hoặc vô thường của Bố Thí Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát? Chính cái danh thường hoặc vô thường của Tịnh Giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh lạc hoặc khổ của Bố Thí Ba La Mật Đa chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh lạc hoặc khổ của Tịnh Giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc lạc khổ của Bố Thí Ba La Mật Đa, hoặc lạc khổ của Tịnh Giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa, rốt ráo vẫn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. Huống là có cái danh lạc khổ của Bố Thí Ba La Mật Đa và cái danh lạc khổ của Tịnh Giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa, các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh lạc hoặc khổ của Bố Thí Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát? Chính cái danh lạc hoặc khổ của Tịnh Giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh ngã hoặc vô ngã của Bố Thí Ba La Mật Đa chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh ngã hoặc vô ngã của Tịnh Giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc ngã vô ngã của Bố Thí Ba La Mật Đa, hoặc ngã vô ngã của Tịnh Giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. Huống là có cái danh ngã vô ngã của Bố Thí Ba La Mật Đa và cái danh ngã vô ngã của Tịnh Giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa, các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh ngã hoặc vô ngã của Bố Thí Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát? Chính cái danh ngã hoặc vô ngã của Tịnh Giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của Bố Thí Ba La Mật Đa chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của Tịnh Giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc tịnh bất tịnh của Bố Thí Ba La Mật Đa, hoặc tịnh bất tịnh của Tịnh Giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. Huống là có cái danh tịnh bất tịnh của Bố Thí Ba La Mật Đa và cái danh tịnh bất tịnh của Tịnh Giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa, các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của Bố Thí Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát? Chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của Tịnh Giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh không hoặc bất không của Bố Thí Ba La Mật Đa chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh không hoặc bất không của Tịnh Giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc không bất không của Bố Thí Ba La Mật Đa, hoặc không bất không của Tịnh Giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có.
Huống là có cái danh không bất không của Bồ Thí Ba La Mật Đa và cái danh không bất không của Tịnh Giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa, các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh không hoặc bất không của Bồ Thí Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát, chính cái danh không hoặc bất không của Tịnh Giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của Bồ Thí Ba La Mật Đa chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của Tịnh Giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc hữu tướng vô tướng của Bồ Thí Ba La Mật Đa, hoặc hữu tướng vô tướng của Tịnh Giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. Huống là có cái danh hữu tướng vô tướng của Bồ Thí Ba La Mật Đa và cái danh hữu tướng vô tướng của Tịnh Giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa, các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của Bồ Thí Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của Tịnh Giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của Bồ Thí Ba La Mật Đa chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của Tịnh Giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc hữu nguyện vô nguyện của Bồ Thí Ba La Mật Đa, hoặc hữu nguyện vô nguyện của Tịnh Giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. Huống là có cái danh hữu nguyện vô nguyện của Bồ Thí Ba La Mật Đa và cái danh hữu nguyện vô nguyện của Tịnh Giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa, các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của Bồ Thí Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của Tịnh Giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của Bồ Thí Ba La Mật Đa chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của Tịnh Giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc tịch tịnh bất tịch tịnh của Bồ Thí Ba La Mật Đa, hoặc tịch tịnh bất tịch tịnh của Tịnh Giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tịch tịnh bất tịch tịnh của Bồ Thí Ba La Mật Đa và cái danh tịch tịnh bất tịch tịnh của Tịnh Giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa, các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của Bồ Thí Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát, chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của Tịnh Giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của Bồ Thí Ba La Mật Đa chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của Tịnh Giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc viễn ly bất viễn ly của Bồ Thí Ba La Mật Đa, hoặc viễn ly của Tịnh Giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh viễn ly của Bồ Thí Ba La Mật Đa và cái danh viễn ly của Tịnh Giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa, các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của Bồ Thí Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát, chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của Tịnh Giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của Bồ Thí Ba La Mật Đa chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của Tịnh Giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc hữu vi vô vi của Bồ Thí Ba La Mật Đa, hoặc hữu vi vô vi của Tịnh Giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu vi vô vi của Bồ Thí Ba La Mật Đa và cái danh hữu vi vô vi của Tịnh Giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa, các danh này đã chẳng có,
Thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của bố thí Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của tịnh giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của bố thí Ba La Mật Đa chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của tịnh giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc hữu lậu vô lậu của bố thí Ba La Mật Đa, hoặc hữu lậu vô lậu của tịnh giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu lậu vô lậu của bố thí Ba La Mật Đa và cái danh hữu lậu vô lậu của tịnh giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của bố thí Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của tịnh giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh sanh hoặc diệt của bố thí Ba La Mật Đa chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh sanh hoặc diệt của tịnh giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc sanh diệt của bố thí Ba La Mật Đa, hoặc sanh diệt của tịnh giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh sanh diệt của bố thí Ba La Mật Đa và cái danh sanh diệt của tịnh giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa, các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh sanh hoặc diệt của bố thí Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát, chính cái danh sanh hoặc diệt của tịnh giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thiện hoặc phi thiện của bố thí Ba La Mật Đa chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh thiện hoặc phi thiện của tịnh giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc thiện phi thiện của bố thí Ba La Mật Đa, hoặc thiện phi thiện của tịnh giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thiện phi thiện của bố thí Ba La Mật Đa và cái danh thiện phi thiện của tịnh giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa, các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thiện hoặc phi thiện của bố thí Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát? Chính cái danh thiện hoặc phi thiện của tịnh giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, người lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của bố thí Ba La Mật Đa chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của tịnh giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc hữu tội vô tội của bố thí Ba La Mật Đa, hoặc hữu tội vô tội của tịnh giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu tội vô tội của bố thí Ba La Mật Đa và cái danh hữu tội vô tội của tịnh giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa, các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của bố thí Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát? Chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của tịnh giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của bố thí Ba La Mật Đa chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của tịnh giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc hữu phiền não vô phiền não của bố thí Ba La Mật Đa, hoặc hữu phiền não vô phiền não của tịnh giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu phiền não vô phiền não của bố thí Ba La Mật Đa và cái danh hữu phiền não vô phiền não của tịnh giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa, các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của bố thí Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát? Chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của tịnh giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát?
Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của Bồ Thí Ba La Mật Đa chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật đa chẳng phải là Đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, hoặc thế gian xuất thế gian của Bồ Thí Ba La Mật Đa, hoặc thế gian xuất thế gian của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật đa, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. Huống là có cái danh thế gian xuất thế gian của Bồ Thí Ba La Mật Đa và cái danh thế gian xuất thế gian của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của Bồ Thí Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát? Chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của Bồ Thí Ba La Mật Đa chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc tạp nhiễm thanh tịnh của Bồ Thí Ba La Mật Đa, hoặc tạp nhiễm thanh tịnh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. Huống là có cái danh tạp nhiễm thanh tịnh của Bồ Thí Ba La Mật Đa và cái danh tạp nhiễm thanh tịnh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa, các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của Bồ Thí Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát? Chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của Bồ Thí Ba La Mật Đa chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc thuộc sanh tử thuộc niết bàn của Bồ Thí Ba La Mật Đa, hoặc thuộc sanh tử thuộc niết bàn của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. Huống là có cái danh thuộc sanh tử thuộc niết bàn của Bồ Thí Ba La Mật Đa và cái danh thuộc sanh tử thuộc niết bàn của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa, các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của Bồ Thí Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát? Chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tại nội, tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của Bồ Thí Ba La Mật Đa chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh tại nội, tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của Bồ Thí Ba La Mật Đa, hoặc tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. Huống là có cái danh tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của Bồ Thí Ba La Mật Đa và cái danh tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa, các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tại nội, tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của Bồ Thí Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát? Chính cái danh tại nội, tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của Bồ Thí Ba La Mật Đa chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc khả đắc bất khả đắc của Bồ Thí Ba La Mật Đa, hoặc khả đắc bất khả đắc của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. Huống là có cái danh khả đắc bất khả đắc của Bồ Thí Ba La Mật Đa và cái danh khả đắc bất khả đắc của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa, các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của Bồ Thí Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát?
chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa là Đại Bồ Tát.